Có. Đồng cả hết nào, ba đây là chữ loãng này, thì tạo ra muối là đồng nitrat này, loãng là ra NO cộng nước. Đấy, bây giờ mình xác định oxy hóa này, kim loại luôn luôn là chất khử ha, đồng không thành đồng dương ha, mình biết là đồng không thành đồng dương ha, lấy ha trừ không là cho ra ha, rồi nitơ dương nam thành nitơ dương ha, nitơ dương nam đáp án là ba thành nitơ dương ha, nam trừ ha là bằng ba, như vậy mình cộng ba. Mình lấy cái số ba ở dưới này mình đưa lên trên, và số hai ở trên mình đưa xuống dưới, và từ đây mình xây ra, mình nhân vô thì hệ số của đồng sẽ là số ba, số đồng sẽ là số ba, rồi hệ số của nitơ sẽ là số hai. Bây giờ mình cộng tổng nitơ trong cái muối và trong NO, trong cái muối là hai nhân ba là sáu nitơ, với hai nitơ trong NO nữa là tám nitơ, như vậy tám hóa là NO3, tám hóa là NO3 thì là ra bốn nước. Như vậy là xong cái phương trình nhé, em có hiểu phương trình nào ok chứ hả? Làm tiếp phương trình hai thế nào, đồng cộng hóa là NO3 là đạt đạt thì ra cũng ra muối là đồng nitrat, mà sản phẩm khử không phải là NO mà là NO2 cộng nước. Đây, số oxy hóa này đồng không thành đồng dương ha, như vậy ta có là đồng không thành đồng dương ha, thì cho ra nitơ dương năm thành nitơ dương bốn, nitơ dương năm thành nitơ dương bốn, năm trừ bốn là bằng một, như vậy chúng ta cộng một a. Giờ mình chéo số, mình lấy số 1 ở dưới này nè, chéo lên trên, số 2 ở trên thì mình chéo xuống dưới. Vậy ra hệ số của đồng là 1 và hệ số của nitơ dương 4 là 2. Chỗ này 2 nitơ với cả 2 nitơ trong muối là 4, 4 nitơ là 4 hóa là 3. Và cuối cùng là 2 nước. Nhưng mà hai cái phương trình này là phương trình rất là cơ bản. Cần nắm nè. Quốc Vĩ có hiểu về phương trình nào Quốc Vĩ? Bây giờ tất cả mấy em mở camera lên coi tôi có ngầu hạ không, như này hỏi không trả lời vậy. Vậy có ngầu hạ Vậy mở camera lên thế nào? Em bật máy lên rồi đi chơi ở đâu anh? Hỏi không, không nghe vậy. Ủa, có anh là đẹp trai quá không? Em tao quay đẹp trai quá à, cụ tay quá không? Vậy nghe thầy nói không? À, khẩu vị Cho nghe thầy. rồi đi tờ quá, biết là đi tờ quá, bây giờ để camera thầy chơi còn test test mic trên cho đi tờ quá. Rồi mình sang phương trình tiếp theo. Phương trình tiếp theo. Canxi cộng HNO3 thì ra muối chắc chắn là canxi nitrat. Canxi nitrat là CaNO3 là cộng NaHO cộng nước. Nhôm thì ra nhôm nitrat. Nhôm quá trị 3 là nước. Bây giờ thầy căn bản nha, cái này là canxi không. C không phần phần C dương ha, CA không phần CA dương ha, nhưng mà cho ra ha A nita dương nam thành nita dương một, nita dương nam nita dương một, mà chỗ đây là NaHO là hai nita, như vậy nhân hai cả hai vế cho thầy, hai nhân nam là mười, hai nhân một là hai, mười trừ hai là bằng bằng tám, như vậy càng tám A. Và má em chú ý là
trên số 2 với số 8 thì trên mình nhân 4 và dưới nhân 1 đúng. Và mình nhân vô là sẽ có 4 canxi. 4 canxi. Và cái này mình nhân vô là 2 delta nhân 1, 2 delta nhân 1 rồi đủ rồi, có nghĩa là chỗ này nếu mà để là để số 1. Số 1 thì gây cho vui thôi chứ em đừng có gây nha. Và tổng delta trong muối bên này HO là 4 nhân 2 là 8 delta, có 2 là 10. 10 hết là nửa qua. Và bắt buộc phải làm nước. Giờ mình kiểm tra oxy ở hơi bé, bên bé phải là 30 oxy, bên bé trái 3 nhân 2 là 6, 6 nhân 4 là 54, còn ở đây là càng màu, ở đây là càng nam nữa thì đủ 30. Tại sao phương trình cần xây cảm rất là quan trọng. Phương trình này viết thì vô đây chứ còn thực tế làm thí nghiệm thì chúng ta không nên làm bởi vì nó ngủ bánh xương á, phải không? Bởi vì canxi là kim loại mạnh mà có đẹp trai đẹp gái mà sao tắt camera hết vậy, đã tụt tay ra rồi một răng cũng sửa hay sao tắt camera vậy. Tắt camera để uống trà sữa vào, camera lên để coi có ngậu hạ không chứ chả tốt rồi nha. Phương trình tiếp theo là nhôm, nhôm không thành nhôm dương ba, chép là nhôm không nhôm dương ba ra bài đi tay dương nam đi tay không thì chỗ đây là hai cho bạn cân nhân hai đây, hai nhân nam là 10, hai nhân không là không, 10 trừ không là bằng 10. Giờ mình chép số, chép số thì số 10 chép lên trên, số 3 chép xuống dưới. Và nhôm bắt buộc là có hệ số là 10. Ở đây nhân vô là 3 nhân 2 là 6, thì ta không 6 nhưng mà đây mình nhân số 3. Bây giờ tổng delta đang theo cái sản phẩm là muối và delta. Delta đang muối là 3 nhân 10 là 30. 3 nhân 2 là 6 thành 36. 36 hydro như vậy chúng ta là chia 2 là thành 10. Đó. Làm mấy có ghi bài đó không? Làm mấy? Dạ có thầy. Đó, thầy đâu có thấy ghi bài nào? Đọc kim pha. Và hai máy phương trình này mà cho đúng là cũng đuối nè. Tiếp theo natri cảm hóa NO3 tạo thành natri nitrat thì nó cho NO là cặn nước, magie thì ra magie nitrat. Đàn ông ở đây thì trát cộng nước. Giờ natri không. Natri không thành natri dương màu. Thầy ghi xong 30 giây sau em mới thái luôn đó thầy. Giờ cái mọn nó bị lăn à. Nó bị chậm hơn bị chậm à. Bị đứng này nó khó hiểu lắm rồi, đó là do mở em, do mở
Dạ thầy để từ từ nha. Dạ ba chắc đó là mấy em biết hiện nay là cái tiếng cóp internet trên dưới biển là nó bị sao? Nó bị có mạng kén ở sao đất á. Nên cái mạng của ta nó hơi bị chậm. Để ta đang khép vào bên. Được không? Để ta đang khép vào. Thì nếu mà chúng ta nghe không rõ lắm thì khi thầy xuất thành video thì gửi cho mấy em coi lại ha. Chứ đây là do cái mạng internet của Việt Nam mình nó đang bị lỗi, nó đang bị chậm chứ không phải là do phần mềm hay là do gì đâu. Được chưa? Nó tri không thành nó tri dương một. Thì đó là nhường ra một ai. Hay ta dương nam. Tay chân ha. Cộng ba. Giờ mình chéo số 3 dưới thì mình chéo lên trên. Số 1 ở trên thì chéo xuống dưới. Như vậy từ đây nó tri là phải hệ số là 3. Nita là hệ số là 1, nhưng mà tổng nita chúng ta là 3 nita, 1 là 4 nita. 4 nita thì 4 hydro thì có 2 nước. Kiểm tra oxy hơi vé. 4 x 3 12 oxy. Chúng ta 3 x 3 là 9. 1 lên nữa là 10, 11, 12 như là đủ. Em nhìn cái màn hình rõ không? Nếu mà màn hình rõ thì em ghi vô. Rồi mình sẽ xem lại video thôi chứ còn đây là do ảnh hưởng khách quan. Phương trình tiếp theo là magie không thành magie dương ha. Chép ra magie không thành magie dương ha. Cho ra hai a. Nita dương nam thành nita âm ba. Em chú ý chỗ đây là ammoni nitrat là sản phẩm khử này. Nó có hai cái nita nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái nita này thôi. Quan tâm tới nita trong amonia phốt cạo thôi, còn cái này là bỏ đi, bởi vì cái này là nó giống như ban đầu là không tính nè, không tính bởi vì nó là suy hóa, nó vẫn là dương nam nên không tính. Nên chúng ta có là nita dương nam nita âm ba, nam mà trừ cho âm ba, chúng ta làm lấy nam này mà trừ cho âm ba là bạn dương tốt. Hệ số của này trên hai dưới tóm thì trên mình nhân 4 ở dưới mình nhân 1 và từ đó là hệ số của magie là số 4. Nita âm 3 ở đây là 1, nita âm 3 như vậy chỗ này là số 1. Tổng nita âm muối magie nitrat là 4 nhân 2 là 8 với hai nita trong cái muối ammoni nitrat là 10 và đây số 10. Mờ hydro mà trang ammoni nitrat là nào 4 nào 3 là 4 hydro thì còn 6 hydro, 6 nhưng mà mình đi qua nước thôi. Nếu mà chỗ này em nào mà ghi là nam nước. Nam nước là cái này là sang ha. Bây giờ Nguyễn Tấn Quay nghe được không? Nguyễn Tấn Quay. Được thế ư? À, số em là mỏng yếu rồi nó bị lăn ấy. Để đợi mà em ghi.
đây người ta nói là thông thường nếu dùng hết NO qua đạt thì sản phẩm khử sẽ là gì? NOH. Đạt thì thường là sản phẩm khử là NOH. Anh chị em hỏi là nó ra sản phẩm khử nào làm sao em biết? Thì cái đó đề bài toán sẽ cho em, mình không lo chuyện đó đâu. Nhưng mà thông thường nếu hết NO qua đạt thì ra NOH, mà nếu mà hết NO qua loãng thì ra NO. Được chưa? Còn những cái kim loại ví dụ như kẽm, magie, quý nhôm thì thường là ra NaH bóng NO3 thông thường như thế. Cái nào vẽ lên cái màn hình thầy nhiều dữ vậy, đừng có vẽ lên màn hình thầy giống như mèo cò vậy, xóa đi. Lưu ý là như thế nào là HNO qua đạt tuổi. HNO qua đạt tuổi là nó thụ động. Nó thụ động. Đối với nhôm, sắt và carbon. Nó trễ cho máy dài thì vô thử thì thấy trễ máy dài đó là do ảnh hưởng của ngoại rồi. Thụ động đối với nhôm sắt carbon. Có nghĩa là nếu mà HNO3 mà đạt nóng hoặc là HNO3 loãng thì sẽ tác dụng được với nhôm sắt carbon. Nhưng HNO3 đạt nguội thì nó thụ động quá, tức là vẫn không xảy ra ngay. Được chưa? Như vậy qua các bằng tính oxy hóa mạnh này thì em chú ý là HNO3 là nó không chỉ tác dụng được với kim loại trước hydro mà nó tác dụng với cả những kim loại sau hydro đang giải hoạt động của kim loại. Mà em nhớ là trừ cho thầy hai kim loại đó là quặng và bạch kim. Đó chưa? Ngoài tác dụng với kim loại thì HNO3 còn tác dụng với các phi kim. Các bạn nào cứ vẽ lên cái màn hình biết chứ he. Ta vẽ sắc đỏ lên màn hình, nó xóa giùm cho thầy qua đây để là nó khó coi lắm á. Tất cả các em vô xóa hay cái sắc đỏ lên màn hình, nên nhiều hậu mình lỡ mình chọn tay vô đó, chọn tay vô cái đêm đó nó có cái hệ cái sạp đó, xóa giùm thầy đi. Bên phía em biết thì em xóa cho thầy, xóa không được. Các em có nghe thầy nói không? Xóa lại cái sạp màn hình, trên màn hình cho thầy quản đầu vẽ thì xóa giùm thầy đi. Để cái màn hình cho thầy giải không được. À, ok, cảm ơn. Qua các phi kim mà chúng ta sẽ xét đó là carbon, lưu huỳnh và phốt pho. Bây giờ mình sẽ căn bản qua phương trình này, cũng hơi khó đấy nha. Đây là tao viết sản phẩm sáng rồi, mình chỉ việc căn bản thôi. Bây giờ mình đi xác định số xí quá nè. Lưu huỳnh là số xí quá đơn, lưu huỳnh đơn chất là không. Không. Ra lưu huỳnh trong H2O4 là dương 6. Như là lưu huỳnh không. Lưu huỳnh dương 6. Thì từ lưu huỳnh không thành lưu huỳnh dương 6 là cho ra 6 an.
mắc quá. Thứ hai là hát nào qua là ni ta dương nam, nào hai là ni ta dương bốc, là ni ta dương nam, là ni ta dương bốc, đường truyền chậm là một a. Tại mấy nhà người ta khắc phục xong là họ học nó hết bị. Đây mình chém số lên. Thứ này sẽ là số 1. 6. Quân là số 1 thì có ghi. Số 1 có thể ghi, em có ghi. Thì ta là số 6. Đó, như vậy chỗ này 6 thì là rô, mà chỗ này là A, tổng 4, tổng như 12 nước. Kiểm tra oxy là 18 oxy. Thì rất khỏe, 12 với... Đây nhà nó bị xe xe. Cái lưu quân là màu, ni ta là 6. Oxy chỗ này là sao oxy bị lỗi rồi. Oxy đổ chỗ này là 12, 12 với 4 là 16, 2 là 18, nhưng mà oxy là 18 oxy. Vé điện 18 oxy là đúng. Phương trình tiếp theo, ta có carbon không, carbon dương bốc, tức là ra CO2 phải không? Nhưng mà bây giờ HNO3, thì đây là họ cho là HNO3 đặt để ghi ra NO2 em. Nước. Mình xác định số oxy hóa luôn. Ni ta dương nam, ni ta dương bốc. Như vậy chắc khử là carbon thì carbon không, carbon dương bốc. Cái này rõ ràng là cho ra 4A. Ni ta dương nam, ra ni ta dương bốc, nhận vô 1A. Ta chéo số, số 1 chéo lên trên và số 4 chéo xuống dưới. Như vậy đó là beta là hệ số là 4. Còn bao là hệ số là 1. Đây bóng hydro thì chúng ta các bạn sẽ là hai nước. Như vậy oxy. Bên phía trái là 4 nhân 3 12 oxy. Bên phía phải. Oxy đang CO2, 8 oxy. Đang NO2. 12 oxy trong nước và 12. Đúng không? Có vé điện 12 oxy. Kim tiếp theo là phốt pho. Có thể cái sản phẩm nó như thế này. Ra là họ cho đạt, nhưng mà ra NO2 cuối cùng là cộng. Xác định số oxy hóa nè. Phốt pho không, phốt pho dương nam. Như vậy ta ghi xuống dưới là phốt pho không, phốt pho dương nam là cạn nam A. Ni ta dương nam thành ni ta dương bốc. Ni ta dương nam thành ni ta dương bốc, nam trừ bốn là một,
và cả 1A. Đấy là mình vẫn chép số bình thường ra. Chép số có nghĩa là đây số 1 và đây là số 5. Có nghĩa là phốt pho là số 1. Pho là số 1 là khó cần ghi nha, thầy ghi cho em, cần ghi nha. Còn đi ta là số 5. Về tổng á, hydro ở phía trái là 5 hydro mà trang hết phần đầu qua là 3 hydro rồi. 3 hydro rồi. Nước là sẽ một nước là đủ. Lắc quá. Giờ mình kiểm tra oxy theo vé thì nó bàn chưa? Bên vé trái là 5 nhân 3 15 oxy. Bên vé phải là trong NO2 là mình nhân lên là thành 10 oxy. 14 oxy đang hết NO3 nè. 14 và 1 oxy trong nước là 15. Thế vậy phương trình đã được cân bằng quá không? Vé điện 15 oxy. Một C nhỏ là tác dụng với hợp chất thì một này khó nè. Ngoài tác dụng với kim loại, tác dụng với vi kim thì HNO3 còn oxy hóa được nhiều hợp chất vô ca và hữu ca. HNO3 còn oxy hóa được nhiều hợp chất vô ca và hữu ca. Đây là những cái ví dụ minh họa. Đây là người ta đều lấy HNO3 đạt. HNO3 đạt thì em chú ý là ghi ra NO2 như này. Nó học thử là NO2. Còn nếu mà người ta ghi HNO3 loãng thì em ghi ra NO. HNO3 đạt. Thì chúng ta sẽ viết ra sau học thử là NO2. Còn HNO3 loãng thì em ghi ra NO. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cân bằng, viết và cân bằng các phương trình này. Là phương trình đầu tiên thì nó ra sản phẩm là gì? Em chú ý là sát là khi tác dụng của HNO3 thì chắc chắn nó sẽ ra sản phẩm là sát qua nitrat. Em nhớ nha, dù sát không, sát hơ, sát từ hay là sát gì em kể cho mà khi HNO3 là lên sát bái. Ở đây do ghi HNO3 đạt nhưng mà sản phẩm thử là NO2, khí NO2 và cuối cùng là HCO. Tiếp theo là mình đi xác định số oxy hóa. Như vậy hệ số nó đều là số 1 hết.
Bây giờ chúng ta thấy là tấm nita trong muối và NH. Trong muối là có 3 nita, với trong NH là có 1 nita. Là tổng 4 nita. Như vậy là VH sẽ có 4 HNO3. Khi VH 4 HNO3 thì V phải sẽ là hai nước. Hai nước và phân định sẽ cân bằng. Nó chậm thì mình cũng nói chậm, mình lọc từ từ để cho nó phát kịp chứ. Mà chậm mà mình nói nhanh quá thì không kịp. Phương trình tiếp theo. H2O4 cộng. Như lúc nãy thì đó là xét dù ở trạng thái nào thì khi tác dụng hóa nào qua thì đều ra xét qua thì trắc. Đặt thì ra nào ha. Cuối cùng là H2O. Thì chúng ta đi xác định chất thử và chất oxy hóa. Để mà chúng ta thử mẫu ba thì chúng ta nhân ba cả hai vế. Bên vế trái 3 nhân 8 phần 3 là thành dương 8. Nên phải 3 nhân 3 là thành dương 9. Và nguyên tắc là lấy số lớn trừ số nhỏ. 9 trừ 8 là bằng 1. Như vậy chúng ta là sẽ điền ra 1A. Nita thì dễ rồi, nita dương 5. Nita dương 4. 5 trừ 4 là 1A. Bây giờ mình nhân vô thì mình thấy là hệ số của xác là 3. Như vậy chỗ này là đủ 3 rồi. Như vậy chúng ta chỉ nhân 1 thôi. Còn chỗ này xác dương 3 nhân vô là 3 thì mình có để số 3. Eta là nhân vô là số 1. Em chú ý trong bài giải của thầy là thầy khi thầy ghi số 1 thì em có ghi nha. Đó chưa? 3 nhân 3 là 9 eta là trong muối nè, với 1 eta đây nữa là 10. 10 nita, 10 hydro, như vậy chỗ này là nam nước. Cho mình kiểm tra oxy qua theo vé thì đúng chưa? Ở đây là 10 nhân 3 là 30, như vậy 34 oxy. 34 oxy, 33 nhân 3 là 993, 27, 28, 9, 34 đủ. Như vậy cả hai vé đều 34 oxy. Như vậy phương trình đã được cân bằng không?
Châu Thi có hiểu các bạn Châu Thi? Dạ hiểu thầy. Có nghe bạn là nó bị chậm rồi. Chúng ta cố gắng thôi chứ không cách nào khác. Thử nhầm trai mới được quay hai kiến thức rồi mà móc là phải để ông mà mất thời gian lắm. Phương trình tiếp theo là xét hai hydroxit cả hóa là ba. Và em chú ý là hợp tác xét 3 thì không có tính thử, nhưng mà hợp tác xét 2 thì có tính thử. Và đây là xét 2, hydroxit nó vẫn là tính thử. Khi tác dụng HNO3 này thì nó đây nó là nó điều tạo ra xét 3 này đó. Còn đây là axit đạt thì ra NO2. Đấy, và cuối cùng là HCO. Đây xác định số xí quá. Mấy cái đơn giản là thầy tự làm cho nó nhanh. Dạ, yeah. Đơn giản là thầy làm luôn. Và hệ số của xác là 1, hệ số beta dương bốc cũng 1 luôn. À, chỗ này thầy ghi bị sơ là thầy ghi bị sơ là chỗ này là xác 3 là số 3 chứ không phải số 2. Ba nita của một nita đang là hai nó là bốn nita. Như vậy chỗ này là bốn hydro với chỗ này là hai hydro nữa là sáu như vậy qua nước. Giờ kiểm tra oxy hai vé bốn nhân ba 12, thứ hai là 14 oxy. Ba nhân ba là 9, 9 nhân hai 9 cộng hai 11. 11 với là ba oxy nó là 14 và tổng hai vé thì 14 oxy. Bên trái và bên phải thì 14 oxy. Em muốn làm được cái bài tập các bạn beta và phân phò thì trước hết là em phải biết căn bản được những phương trình này. Bởi vì chúng ta tính chúng ta dựa vào phương trình mà nếu mà biết phương trình xe thì chắc chắn là tính xe. Tiếp theo FeCO3 là xét hai carbonat thì xét dương hai nó vẫn có tính thử. Nó có sự cho ai qua không? Như vậy nó phải lên xét 3. Nitro. Axit đạt thì vẫn ra NO2. Cuối cùng là nước. Xác định số xí quá. Thầy, cái bên trái nó có carbon đúng mà thầy? Có anh em. Carbon như vậy chắc chắn nó phải ra khí CO2. Làm thêm CO2. Để tắt mà có góc CO3 thì nó sẽ ra CO2 anh em.
xác là hệ số 1. Nita cũng hệ số 1 luôn. Nhưng mà tấm nita ở muối là qua nita của 1 là bóng. Bóng hydro như vậy, hai nước. Carbon là tính theo carbon men trái là 1 carbon là vừa đủ. Như vậy là mình tính men trái là bóng nhân qua là 12 oxy, cạn với 3 là 15. Em biết phải qua nhân qua là 9, cạn với 2 là 11. 11 cạn với bóng là 15, nhưng mà tấm theo vế đi 15 oxy. Chỗ 15 oxy đây là thầy gây để em biết thôi, chứ còn em không. Thì lọc bà không cần gây nghe. Bạn được mấy cái phần trình của bà axit nitric và muối nitrat này là cũng xíu rồi đó. Phương trình FAX cộng HNO3 đạt thì sản phẩm người ta cho sẵn rồi, mình chỉ việc công bằng thôi. Xác ở đây là dương 2, lưu quần là âm 2. Xác dương 3, lưu quần là dương 6. Nita dương 5 là nita dương 4. Đây là chất xử, đây là chất oxy hóa. Rồi từ xét dương 2 lên xét dương 3 là cho ra 1A. Từ lưu quỳnh âm 2 mà thành lên lưu quỳnh dương 6 là cho ra 8A. Rồi tổng là 9A. Như vậy chỗ này là 9A. Thứ hai là nitơ dương 5. Nitơ dương 4. Để cộng 1A. Giờ ta chép số thôi. Ở đây là nhân 1, ở dưới là nhân 9. Giờ ta đưa hệ số vô của xác là hệ số 1. Xác hệ số 1, lưu quỳnh cũng hệ số 1 ấy. Nita là hệ số 9. Chỗ này 9 nita, với chỗ này 3 nữa. Là 12 nita, 12 HNO3 hydro nhập 6 nước. Mình kiểm tra oxy theo vé là bên vé trái là 36 oxy, bên vé phải 3 nhân 3 là 9, 9 4 13, 13 18. Xin lỗi, cái này tính lộn là 3 nhân 3 là 9 nè, đây là 4. Chính nhân 2 là 18, đây là 13. Có bị xe chỗ nào? Xe chỗ nào mà cầm oxy không bạn này? Oxy là 36 à? Một xác nè. Hydro thôi. Đúng rồi, hydro nó bị cái chỗ H24 này thì
mười nhưng mà chỗ này nam không có chỗ lẩu cho nên trọng điểm cho ra chỗ nam. Là đủ không? Là 36 oxy phải không? Tại quá chậm. Rồi, được rồi, chạy rồi. Tín hiệu truyền quá chậm. Lý do mà cấp qua vì có mặt cán đất dây. Có hỏi gì không em? Phương trình này khó, có hỏi gì không? Em chú ý thầy nói cái chỗ nào một tiếng à, cái phương trình dựng A trên đó. Còn có một cách ghi khác, tức là cái phương trình này nè. Đây nè. Đây, phương trình. Để mà thầy khoanh màu đỏ đó là có còn một cách ghi pháp này, cách ghi pháp này tức là ngoài cái kiểu gây mà FA dương ha và lưu quỳnh âm ha thì người ta có thể gây là FAX người ta lấy số sĩ quá là không hết bởi vì người ta quy về không hết quy về không thì em vẫn tính được bởi vì xét không lên xét dương 3 và cho ra 3A lưu quỳnh không thành lưu quỳnh dương 6 là cho ra 6A thì có tổng vẫn là 9A như vậy em làm cái kiểu vậy thì tổng A nhường ra vẫn là 9A nó như nhau cả. Anh ghi cách tay hay cách giới đều đúng không em? Phương trình cuối cùng. Vẫn ra sẽ qua này trắng mặt bắt trước như trên kia hợp hai thứ bốn tạo nào ha nước sản phẩm giống như trên lưu quỳnh dương ha lưu quỳnh năm một tàn xét dương 3 lưu quỳnh dương 6 còn meta dương 5 meta dương 4
Các em là cho thầy biết là cái chỗ dấu hỏi của thầy đó là số mấy không? 9 thầy. 9. 9 là xe nha. 15. À, 15 đúng rồi. Tiếp lời quá. 15 đúng rồi, tại sao? Bởi vì bên đây mình có hai lưu quỳnh, hai chữ X thì bên này phải hai chữ X này. Như vậy mình quay thầy quay về không mà thầy cái chữ A đó xét không lên xét dương qua là nhường ra ba này, còn lưu quỳnh không thành lưu quỳnh dương 6 là cho ra 6, nhưng mà hai lưu quỳnh như vậy 6 nhân 2 là thành 12, 12 A như vậy tổng là 15 A. Như vậy em nhớ là cái hệ số nó là 15, nó khớp nãy cho là số 9 nào. Nhưng mà trên sẽ là số 1, dưới là số 15. Bây giờ mình thấy là xác á, là mình đưa vô là mình thấy là FA là số 1 này. Thầy ghi số 1 nhưng em đừng cứ ghi nha. Xét liên qua cũng là số 1 luôn. Nhưng mà lưu quỳnh là nhân vô là thành số 2. Nita là số 15. Như vậy tổng nita trong cái muối và trong NaOH, trong muối là có 3 nita và NaOH là 15 nita và tổng là 18 nita. Đây là số 18 này. Như vậy có 18 hydro mà chỗ axit là 4 hydro thì trừ 4 là còn 14. Và bãi nước. Bây giờ em kiểm tra oxy hơi vế dòng thầy. Oxy hơi vế thứ bạn kia. Oxy vế trước là 18 nhân 3. Phía sau em kiểm tra thôi các bạn, 54 oxy không? Dạ 54 luôn thầy. Ok, cảm ơn nha. Như vậy khi mà em các bạn được thách những cái phương trình của thầy đó là rất là tốt rồi, bởi vì những cái phương trình này là các bạn có oxy quá khử rất là phức tạp. Về ứng dụng axit nitric có rất nhiều ứng dụng quan trọng, sản xuất phân đỏ, phân đỏ tức là phân có chứa nitơ cung cấp cho cây trồng, sản xuất thuốc nổ TNT, thuốc nổ TNT là qua phản ứng ca mạch hóa học, công thức nó như sau. Là qua phản ứng ca sẽ hợp ca tức là hợp kỳ hai, đây là cái túi mùa qua. Và thuốc nổ TNT ví dụ như khi mình lồng đường mà nó gặp những cái tổn đó lớn mình không thể thăm đường được thì mình phải dùng thuốc nổ TNT này để mình nổ cho cái đố đá nó phải nhỏ ra, nó phải nhỏ ra sau đó mình lồng đường được. Hoặc là số người dân bị biển họ đánh cá thì họ dùng thuốc nổ TNT này người ta đánh cá, nhưng mà cái nhà nước mình là cấm sử dụng thuốc nổ này, bởi vì thì đánh cá thì có lớn có bé nó cũng cháy chứ. Vậy pháp luật nhà nước Việt Nam quy định là cái việc mà trữ chất nổ rồi vận chuyển rồi buôn bán thuốc nổ TNT và các loại thuốc nổ khác là vi phạm pháp luật em, và người ta sẽ phạt tiền và người ta sẽ bỏ tù. Ở chỗ này chú ý, dùng để sản xuất thuốc ngọt và dược phẩm, phần này sản xuất thuốc qua nó khó có đầy đủ mà em không có thêm. Nam Long Mã là điều chế. Điều chế thì chúng ta chú ý để làm thí nghiệm. Trong phần thí nghiệm thì người ta điều chế là từ kali nitrat và natri nitrat tác dụng của HCl tương đạt. Ví dụ như đây em có thể viết là NaOH. Thấy chưa, bốn cảm hóa là đoạn qua. Đây có nhiệt độ. Hoặc là có em biết là NaOH 3
cả hát hệ dục bóng. Điều chế trang công nghiệp là người ta sẽ điều chế hết NO3 là từ NH3 đây mới sao đồ. Rồi cái này chúng ta có thể minh họa bằng ba cái phương trình phổ. Phương trình thứ nhất là cạn oxy nhiệt độ. Ra là O bằng nước. Phương trình thứ hai là oxy hóa ra là O2. Thứ ba ra hát nào qua phần cuối cùng của bài này là muối nitrat. Muối nitrat, muối của axit nitric được gọi là muối nitrat. Gọi là muối nitrat. Muối nó có cái gốc nitrat. Nào qua trời. Với là gốc này là hóa trị mộc nha. Ở đây lấy ví dụ thì có rất nhiều ví dụ như natri nitrat, kali nitrat, canxi nitrat. Vâng vâng, rất là nhiều. Tính chất hóa học, tính chất vật lý và tính chất hóa học muối nitrat. Về tính chất vật lý, để tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước và là chất điện ly mạnh. Dễ tan, ví dụ natri nitrat thì nó phân ly thành natri cạn và cạn là qua trừ. Hoặc là canxi nitrat, muối nitrat là hầu hết là tan và điện ly mạnh. Canxi là cạn, cạn pha là qua trừ. Xét qua nitrat ta xét qua cạn qua nào qua trừ. Về tính chất
của họ là carbonitrat là dễ bị nhiễm phân, là dễ bị phân hủy, giải phóng khí oxy. Carbonitrat là dễ bị phân hủy, giải phóng oxy. Vì vậy ở nhiệt độ cao carbonitrat có tính oxy hóa mạnh. Như vậy khi nhiệt phân muối nitrat thì em chú ý là nó có 3 trường hợp. Và em chia cái giải hoạt động hóa học của kim loại thành 3 đoạn. Đoạn nước magie và đoạn từ magie tới CO và đoạn sau CO. Như vậy muối nitrat của kim loại nước magie cây nhiệt phân thì nó ra muối nitrit. Muối nitrit tức là muối có cái gốc là NaOH trừ. Cảm ơn oxy. Đấy. Ví dụ như kali nitrat thì nó ra là KNaOH cộng 1 phần 2 oxy. Sao trả thử cố gắng một tí nha, còn thấy cái phần tính chất của hạt này là nghĩ nha, chứ đừng có thoát ra nha. Đây là muối nitrat của kim loại từ magie tới CO. Từ magie tới CO có nghĩa là kể cả magie và CO, vậy khi mà nhiệt phân nó ra oxit kim loại cạn khí NaOH cạn khí oxy. Ví dụ như magie nitrat nhiệt độ thì ra magie oxit cạn khí NaOH và khí oxy. Nên căn bản mình nhẩm vào nitrat 6 oxy thì 1 phần 2 OH. Hoặc là em lấy trường hợp là em chú ý cái trường hợp mà sắt hay nitrat nè. Sắt hay nitrat thì vẫn ra trường hợp này, nhưng mà khi em nhiệt phân lên nó ra oxy, nhưng mà nó ra oxy sắt qua. Sắt hay mà ra sắt qua là do nó bị oxy hóa em. Đấy, như vậy là sắt ha bị oxy hóa này qua. Trường hợp thứ ba là muối nitrat của kim loại sao CO.
khi nhiệt phân nó sẽ ra kim loại, ra oxy kim loại nữa. Ví dụ như bạc nitrat. Là thế ngàn nitrat. Cuối cùng là nhận biết ion nitrat. Thì để nhận biết ion nitrat trong dịch thì người ta dùng kim loại đồng cộng với dung dịch HC bốn loãng, chú ý dùng thầy là HC bốn loãng nè. Thì cái phương trình nó như sau: phương trình thứ nhất là đồng nó sẽ tác dụng với hợp cộng của axit và tạo qua từ trong dịch sẽ tạo thành đồng hay cộng và ra khí NO không màu. Nhưng mà khí này quá nào ra không khí là do NO cộng oxy ra NO2 màu nâu đỏ. Hệ số cân bằng của phương trình trên thì em nhớ là qua đồng có axit NO bóng nước. Nhưng mà đây là em nghĩ là hiện tượng là gì? Hiện tượng là dung dịch hóa xanh. Hóa xanh là do nó tạo ra đồng hóa cảm mang dịch hóa xanh. Và thế là có khí không màu hóa nào trong không khí. Tạo ra khí không màu hóa nào trong không khí, tức là khí nổ. Về ứng dụng, các muối nitrat được sử dụng chủ yếu là phân bón hóa học. Ví dụ như ammoni nitrat, natri nitrat, kali nitrat, canxi nitrat. Kali nitrat còn được sử dụng để chế thuốc nổ đen, thuốc nổ có khói. Như vậy thuốc nổ đen là nó có tỷ lệ là 75% kali nitrat, 10% bưu huỳnh và 15% carbon. Nay là chúng ta mặc dù mọn nó hơi bị lỗi nhưng mà chúng ta cũng đã hoàn thành cái phần lý thuyết của axit nitric, là một cái bài rất là quan trọng em. Phần bài tập thì hôm sau chúng ta sẽ làm và mong rằng hôm sau là các mọn nó không có bị chậm. Mấy em nói cho thầy là hôm trước nó có bị vậy, hay là bữa nay nó mới bị bất ngờ hôm nay nó bị rồi hôm nay nó mới bị nhưng mà chắc có lẽ là hôm sau là chúng ta sẽ khắc phục được. Và tài xế xuất video và gửi cho mấy em nha. Bây giờ chúng ta nghỉ nha, bài tập không sao chúng ta sẽ lo. Tạm biệt các em nha. Bật camera lên tạm biệt như thế nào. Các em.